đây là một dòng lốp mới. Đây là dòng lốp Avenza Venturo. Có rất nhiều anh em chơi xe và trải nghiệm xe đánh giá khá là khách quan về cái dòng lốp này. Đây là một dòng lốp công nghệ Mỹ, sản xuất tại Việt Nam và dành cho người tiêu dùng Việt với một cái mức giá rất Việt Nam. Lốp này có khả năng chống va đập và cũng như là giảm tiếng ồn rất là tốt. Và nó có được cái chất lượng cao su là phù hợp với điều kiện thời tiết và nhiệt độ ở Việt Nam.